Vâng, xin chào tất cả các bạn, lại là tôi, Review Game đây. Hôm nay tôi đã mời về đây một nhân vật cộm cán trong làng Osu Việt Nam, Khánh Sở Kai. Anh em nhá, vào đây là cấm ăn nói ba lông cồm nhá, không là ăn cà mồm. Khánh Sở Kai là một trong những player Osu lâu đời bậc nhất ở Việt Nam. Anh đã từng tham gia rất nhiều giải đấu và giành về nhiều thành tích mà người người hàng ao ước. Cộng đồng Osu thế giới bấy giờ ai nấy đều ngưỡng mộ anh, họ tôn sùng anh như một vị thánh. Nhưng rồi một sự kiện xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời anh. Vào giải Osu World Cup năm 2015, do quá buồn chán nên anh đã sử dụng Kage Bunshino Jutsu để phân thân ra và tham gia giải đấu cho cả hai quốc gia cùng một lúc. Ngay sau đó Bebby đã cho Khánh Sở Kai thăng thiên. Kể từ đấy anh nuôi hận và luôn giữ mối thù trong lòng và luôn khổ luyện chờ ngày phục thù. Với chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thể chất, mặc kệ cho việc bị những player khác bố láo bố toét, anh vẫn nhẫn nhịn và thường xuyên livestream chia sẻ những kiến thức leo rank cho mọi người. Anh cho em lời khuyên. Em bảo thầy rủ công an chơi. Lối sống lạc quan yêu đời, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của mình cho cộng đồng biết. Anh cũng giao lưu với nhiều Osu player nổi tiếng khác. Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Ngày đầu tiên anh đã giả vờ là newbie trong Mupi, nhưng họ nào ngờ thật ra anh chính là Fujigamin CS. Đường lên thiên đàn DT giờ đây với anh cũng chỉ là chuyện con nít. Và thế là anh đã dễ dàng trở thành top 1 Osu. Cả thế giới lại một lần nữa phải thán phục trước sự vĩ đại của anh. Liho hay Bebby sau này ra đường cũng phải cúi cái mặt xuống. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, subscribe cho Min Hub để sớm trở thành Fujigamin CS thứ 2. Dạ. Thảo ơi.